Xin chào anh em, hôm nay lại tiếp tục cái series đóng pin nha anh em. Mình còn 8 viên này, đóng cho nó nốt luôn, cho nó hết. Cái pin này là size của nó 32140, dung lượng là 15W anh em ạ. Điện áp định danh là 3,2V, điện áp khi đầy là 3,65V. Mình mua 120.000 một viên. Bây giờ mình sẽ đóng thành một viên pin 4S hệ 3,2V lithium sắt phốt phát nha. Đóng thành 4S 2P, sẽ cần 8 viên này. Mình sẽ cần thêm mấy cái gông pin, một cái mạch sạc xả. Đây, mình dùng mạch 150A, cổng sạc xả chung. Mạch này dùng pin LiFePO4 này nhá. Thêm một cái mạch cân bằng chủ động. Đây, mạch 4S6A. Đó, nó có thể làm việc được từ 2,7 đến 45V. Mình sẽ thêm một cái hộp nhựa, tính làm cái hộp đen này nhưng mà nó không nhìn được lõi pin, không hot. Mình sẽ chơi cái hộp nhựa tiếp trong suốt này cho nó có thể nhìn được pin. Thêm hai cọc đồng này nữa. Cái nắp này nó hơi bị cứng đấy nhá, tí nữa mình sẽ phải dùng cái này, mũi phay này gọt bớt ở đây đi. Cái cực B trừ của pin nó ở trên này, P trừ ở dưới này, vậy nên mình sẽ để như thế này. Cực âm của pin ở đây, kết nối dưới này qua đây xuống đây, cực dương ở bên này, vậy thì cái cọc đồng sẽ ở đây, ở đây. Cái mạch cân bằng này nó cũng khá vừa cái chỗ này, vừa đây luôn anh em ạ. Mình sẽ dùng kép 0,2 này và bản của nó là 2 cm. Như vậy mình vừa kết nối xong viên pin 4S2P. Đây, cứ 2P là song song với nhau này anh em này. 4S là 1 2 3 4 này. Dung lượng của nó sẽ là một viên này nhá. Khi mắc lẻ, mắc một cell ấy sẽ là 15Ah, mắc đôi này sẽ thành 30Ah anh em ạ. Bây giờ mình sẽ kết nối luôn cái mạch sạc xả và mạch cân bằng này vào chung chân này luôn anh em ạ. Đó, mình sẽ dùng một cái dây to to. Bây giờ câu này vào trước này.
Như vậy mình đã kết nối xong. Bây giờ sẽ dùng cổng P trừ sạc xả này chung với cực dương sạc xả ở đây. Chỗ này mình đã chập đôi cái kẽm hồi nãy này. Trước khi hoàn thành mình sẽ phải cân bằng pin đó nhé. Mình sẽ cắm vào cái rào cắm này B trừ đến B4 luôn. Nó sẽ báo tổng hiện thế này là 13,27V, đang lệch 0,008, cũng lệch ít 4 cell này. Như vậy nó đã cân bằng xong rồi. Về 3,315. Mình dùng một cái module. Cái này có báo vôn này, báo dung lượng pin, hai cổng USB luôn.
Rồi nha, như vậy mình vừa đóng xong cục pin 4S2P. Hiệu điện thế khi đầy của nó là 14,6V 30Ah này. Ở đây nhá, nó có một cái viền chống nước, nó dày hơn khoảng độ 3 ly so với cái vỏ dưới này. Mình vừa khoét đặt cái gông pin vào đây vừa luôn anh em ạ. Đó, anh em nhìn này. Đây. 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 Ở chỗ này. Đấy. Không thể nào nó di chuyển được cái viên pin. Cứng đét. Ở đây chúng ta có thể dùng hai cổng sạc điện thoại này. Tắt này. Bật. Ở đây là cực âm này. Bên này là cực dương. Chúng ta để sạc xả vào hai cổng này. Dùng lưu điện mặt trời mini này. Dùng inverter thay ắc quy các kiểu được hết luôn. Để sạc pin, chúng ta dùng cục sạc 4S 14,6V. Như vậy chúng ta đã có một khối pin lưu trữ mini hệ 12V 30Ah cho bộ điện mặt trời mini này luôn. Mình dùng tấm pin thanh lý nứt vỡ nha, nó nứt nhiều nhiều kìa. Cái này là 200W. Lại quạt huyền thoại này anh em ạ, quạt kẹp bình 12V mình chế ông nọ này. Các bạn có thể dùng quạt, đèn, tất cả các thiết bị điện 12V. Mình dùng thêm một cái inverter từ 12V lên 220V này, cái này 230V luôn. Con này công suất của nó là 800W. Các bạn có thể sử dụng thêm các thiết bị điện 220V như kiểu là nồi cơm này hay là đun nước các thứ mà dưới 800W nha. Cơ bản anh em dùng 5-600W là chuẩn nhất. Ở đây chúng ta có thể thấy điện áp khi đóng mạch của tấm pin sẽ là 18,6V. Công suất của nó sẽ là 110-111W này. Dòng sạc đang là 87,6A. Điện áp của tấm pin, điện áp của viên pin của mình nhá, đang là 13,7-18, đang được sạc đầy. Tấm này là tấm pin nứt thanh lý anh em ạ. Đây anh em nhìn này. Đó, nó bị rịa hết ở đây. Kỹ mới thấy anh em này. Cái này mình mua có 200.000 thôi. Đây. Nứt hết đây luôn.
nhưng mà vẫn còn được 110W. Phở gà ấy nha mọi người, nhưng mà nấu với thịt lợn, coi như là phở gà lợn gà heo. Rồi nha mọi người, như vậy hôm nay mình đã đóng xong một viên pin pin 4S 12V 30Ah. Hiện thế khi đời thực của nó sẽ là 14,6V. Chúng ta có thể dùng cho một hệ điện mặt trời lưu trữ mini thế này, hoặc là dùng nguồn. Anh em xách cái cục này đi cắm trại cắm chiếc, hay là nói chung là đi chơi đi bời các kiểu, khoe bạn bè thôi rồi luôn anh em. Cái này mà đi máy bay xách nhân viên sân bay cũng là hết bao nhiêu. Ui, nắng to này thao dùng luôn anh em ạ. Nó khỏe, mình phải xem nhé, xem nào. Hiện tại vẫn là đang sạc 17, 18, 19V 8, 9, 10W. Dòng sạc đang là 7,5 8, 7,5 với lại bao nhiêu, 6,8A. Điện áp của quy à pin nhé, đang là 13V. Lúc nãy mình có dùng để nấu cơm với đun nước các thứ. Lúc nãy nắng to hơn. À, đây đang mất một góc kia anh em kìa. Thảo nào còn có 90 mấy, nãy 110. Rồi, em lại anh em video sau, mình sẽ ăn cái tô mì, à tô phở ở đây, không là tí nó nát mất.